tháng 6 năm 1965, giữa tình trạng vô cùng rối ren của đất nước, quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã chính thức đứng ra nhận lãnh trách nhiệm lịch sử để lèo lái con thuyền tổ quốc, mà người đại diện là Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu, Chủ tịch Ủy ban lãnh đạo quốc gia. Kể từ đó, ngày 19 tháng 6 đã trở thành ngày lịch sử trọng đại của dân tộc, ngày hội lớn của toàn thể quân dân Việt Nam. Đặc biệt, ngày quân lực năm nay, 19 tháng 6 năm 1973, đã đến với nhân dân miền Nam trong lúc quân dân ta vừa đạt được những căn bản của một nền hòa bình, sau bao nhiêu nỗ lực và hy sinh lớn lao của các chiến sĩ đã đập tan cồn giọng xâm lăng của giặc thù cộng sản. Trong niềm tri ân và hãnh diện về những thành tích vĩ đại của quân lực, nhân dân miền Nam, mọi người, mọi giới, ở khắp mọi nơi, từ thủ đô đến địa phương, từ thành thị đến nông thôn, đầu đầu cũng hân hoan đón mừng ngày quân lực 19 tháng 6 trong tinh thần phấn khởi và tràn đầy tin tưởng và ngưỡng mộ nơi sức mạnh vô địch của quân đội chiến thắng, tin tưởng ở tương lai vô cùng sáng lạn của đất nước trường tồn. Để bày tỏ lòng tri ân và ngưỡng mộ các chiến sĩ đang ngày đêm gian khổ bảo vệ đất nước, sáng ngày 18 tháng 6, mở đầu chương trình mừng ngày quân lực, các đoàn thể nhân dân tại thủ đô phối hợp với tòa đô chánh Sài Gòn tổ chức một buổi lễ đón tiếp vô cùng long trọng trên 200 chiến sĩ xuất sắc từ các quân binh chủng thuộc 4 quân khu về tham dự ngày quân lực. Ngoài ra, nhằm quy lạo những chiến sĩ đã hy sinh một phần thân thể mình cho tổ quốc, sáng ngày 18 tháng 6, phu nhân Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã đến Tổng y viện Cộng hòa để viếng thăm anh em thương bệnh binh hiện đang điều trị tại đây. Phu nhân Tổng thống đã lần lượt viếng một số trại điều trị trong Tổng y viện. Tại mỗi nơi, phu nhân Tổng thống đã ân cần thăm hỏi tình trạng sức khỏe của các thương bệnh binh và cầu chúc họ được mau sớm bình phục. Đồng thời, để nói lên lòng tri ân đối với các chiến sĩ, phu nhân Tổng thống đã trao tặng các anh em thương bệnh binh mỗi người một phần quà và một số tiền mặt do Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa gửi tặng. Cùng tham dự với phu nhân Tổng thống có phu nhân ông Chủ tịch Hạ nghị viện, phu nhân Thủ tướng Chính phủ, phu nhân quý vị Tổng Bộ trưởng, tướng lãnh, quý bà trong các hội đoàn phụ nữ và một số nữ sinh viên Viện Đại học Sài Gòn. Mặt khác, để tưởng niệm những anh hùng đã vì quốc vong thân, một buổi lễ truy điệu các chiến sĩ trận vong thật trang nghiêm, cảm động đã được tổ chức vào tối ngày 18 tháng 6 tại Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa dưới quyền chủ tọa của Thủ tướng Trần Thiện Khiêm, kiêm Tổng trưởng Quốc phòng. Tham dự lễ truy điệu có nhiều vị Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng, Thượng nghị viện và Hạ nghị viện, quý vị tướng lãnh, sĩ quan, đại diện các quân minh chủng, các đoàn thể tư nhân, nhân dân tự vệ, quốc gia nghĩa tử, học sinh và hướng đạo sinh quân đội. Thủ tướng đã châm lửa thiêng tại đài chiến sĩ trận vong và đặt vòng hoa trên lễ đài tưởng niệm. Tiếp theo, Đại tướng Tổng tham mưu trưởng Quân lực Việt Nam Cộng hòa đặt quân kỳ rũ trước đài tử sĩ. Phần văn tế được xướng đọc giữa lúc ánh quả châu được sáng khắp nghĩa trang, nơi an nghỉ nghìn thu của những người đã hy sinh vì đại nghĩa dân tộc. Nét nổi bật nhất trong ngày quân lực 19 tháng 6 năm 1973 là lễ duyệt và diễn binh vĩ đại được tổ chức vô cùng trọng thể tại đại lộ Trần Hưng Đạo dưới sự chủ tọa của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, Tổng tư lệnh tối cao quân lực Việt Nam Cộng hòa. Sau khi tới địa điểm hành lễ, Tổng thống dự lễ chào quốc kỳ và quân kỳ.
Sau đó, Tổng thống lên xe để đi duyệt các hàng quân. Đồng thời, trên không trung, các phi cơ bay hợp đoàn, thả khói màu quốc kỳ. Việt Nam Cộng Hòa lần lượt đi duyệt qua các đoàn quân cũng như các đoàn cơ giới của quân lực Việt Nam Cộng Hòa từ khắp các đơn vị trên toàn quốc. Tổng thống đã gắn băng tuyên công đơn vị cho quân kỳ và anh dũng bộ tinh cấp quân đội cho tư lệnh hải quân, tư lệnh không quân và tư lệnh bốn quân khu để tuyên dương cho các quân binh chủng và các đại đơn vị này đã đem lại những chiến thắng dễ dàng cho toàn quân toàn dân, nhất là những chiến tích lẫy lừng trong thời gian 3 tháng vừa thắng xông lên tái chiếm lãnh thổ. Tổng tham mưu trưởng quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã lần lượt trao gắn đệ ngũ đẳng bảo quốc quân chương kèm anh dũng bội tinh với nhành dương liễu, quân công bội tinh và anh dũng bội tinh với nhành dương liễu cho các chiến sĩ xuất sắc thuộc các quân binh chủng được nổi bật nhất trong hàng ngàn hàng vạn chiến sĩ xuất sắc của quân lực hôm nay về thủ đô tham dự ngày quân lực trước sự ngưỡng mộ của hàng triệu đồng bào. Với sự ngưỡng mộ đó, các thiếu nữ thủ đô đã tròn những vòng hoa ưu ái lên vai các chiến sĩ xuất sắc.
nhật lệnh gửi toàn thể quân nhân các cấp. Chiến hữu các cấp, anh em đã đánh bại quân cộng sản xâm lược trên khắp các chiến trường chính yếu và những lãnh thổ trọng yếu đã được tái chiếm. Bản chất của cộng sản vẫn là hiếu chiến, chủ trương của cộng sản vẫn là chiến tranh xâm lược, ý đồ của chúng vẫn là thôn tính trọn vẹn miền Nam bằng vũ lực và bảo tàng. Với kinh nghiệm từ năm 54, qua những hiệp định về Việt Nam và các quốc gia láng giềng, với kinh nghiệm hiệp định Ba Lê năm nay, với những vi phạm tiếp diễn sau cái thông cáo chung ngày 13 tháng 6 vừa qua, cộng sản chỉ ký kết hòa ước là để tự cứu nguy khi chúng bị thảm bại, nhưng đồng thời để chuẩn bị một cuộc xâm lăng mới. Cho nên, không còn ai ngây thơ tin tưởng rằng cộng sản sẽ tôn trọng ngưng bắn nghiêm chỉnh, hòa bình mà không nô lệ cộng sản, là nhờ nơi sức mạnh, nơi tinh thần, nơi ý chí của cả dân tộc quyết tâm chiến đấu để tự tồn, thực hiện bằng xương, bằng máu của hàng ngàn hàng vạn thân xác anh em, bằng hy sinh vô bờ bến. Tôi rất vinh hạnh nhân danh Quốc hội Việt Nam Cộng hòa được nói lên đây lòng ngưỡng mộ, quý mến và tri ân sâu xa của nhân dân đối với toàn thể anh em chiến sĩ các cấp, các quân binh chủng từ nhiều năm qua đã hy sinh gian khổ xông pha trên khắp các chiến trường để giữ vững quê hương xứ sở và giúp cho người dân hậu phương được sống yên lành trong tự do. Chúng tôi cũng xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh những vị đã anh dũng hiến thân để chặn đứng làn sóng xâm lăng tàn bạo. Mở đầu cuộc diễn hành là phần phi diễn ngoạn mục của các loại phi cơ thuộc công lực Việt Nam Cộng hòa. Dẫn đầu là các phi cơ trực thăng UH-1 và TH-47. Đây là loại phi cơ đa dụng đã tỏ ra vô cùng hữu hiệu trong việc kiểm trợ các lực lượng hành quân diệt địch, chuyển vận binh sĩ, tiếp tế thực phẩm, quân dụng, đạn dược, tản thương và ngay cả việc di tản đồng bào khỏi các trục chiến cuộc. Kế tiếp là các phi cơ quan sát O2. Trong nhiệm vụ quan sát, mỗi khi phát hiện địch, quan sát cơ O2 hướng dẫn các khu trục cơ tới quanh kích tiêu diệt. Trên nền trời trong xanh, các loại vận tải cơ đang lần lượt bay ngang khán đài. Từ các loại vận tải cơ C-47, C-119 đến các vận tải cơ khổng lồ C-130 với 4 động cơ đang bị dụng cụ tối tân để có thể bay trong mọi thời tiết. Sau hết là các loại khu trục chiến đấu cơ cánh quạt Sky Raider, khu trục phản lực cơ A-37 và F-5. Đây là những phi cơ từng dán bao nhiêu đòn sấm sét trên đầu giặc, gây cho chúng vô số những thảm bại trong suốt thời gian qua. Cuộc phi diễn đầy hào hứng này một lần nữa đã chứng minh được sự trưởng thành vượt bậc và hoàn toàn hiện đại hóa của công lực Việt Nam Cộng hòa. Sau phần phi diễn là cuộc diễn hành trên bộ. Vị chỉ huy toàn thể cuộc diễn hành là Trung tướng Nguyễn Văn Minh, Tư lệnh Quân đoàn 3 và Quân khu 3, cùng với Bộ Tham mưu đã mở đầu cuộc diễn binh vĩ đại trong gần 2 tiếng đồng hồ. Rừng cờ đủ màu sắc lần lượt qua khán đài, gồm quốc kỳ và quân kỳ Bộ Tổng Tham mưu, các quân binh chủng, các đơn vị từ cấp sư đoàn đến tiểu đoàn. Tiếp theo là đoàn thiếu sinh quân với truyền thống võ nghiệp thừa hưởng được của cha anh đã diễn hành ngoạn mục với những bước đi nhịp điệu oai hùng. Thank you.
là đoàn nữ quân nhân trong bộ đồng phục gọn gàng, màu xám, với những bước nhịp nhàng, uyển chuyển, đã làm nổi bật nét anh thư quắc thước của con cháu bà Trưng, bà Triệu. Kế tiếp là các sinh viên sĩ quan hiện dịch trường võ bị quốc gia. Những chàng trai này đang theo đuổi một chương trình huấn luyện trong 4 năm về quân sự và văn hóa với trình độ bậc đại học. Họ là hình ảnh những sĩ quan tương lai văn võ kiên toàn của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Được biết, trường võ bị quốc gia trải qua một phần tư thế kỷ kể từ ngày thành lập đến nay đã đào tạo được 26 khóa huấn luyện với 4.651 sĩ quan tốt nghiệp. Các sinh viên sĩ quan trường Bộ binh Thủ Đức. Trường Bộ binh Thủ Đức là nơi đào tạo những sĩ quan trừ bị cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Kể từ ngày thành lập đến nay, trường đã đào tạo trên 70.000 sĩ quan trừ bị. Kế đến là các khóa sinh trường hạ sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tiếp là các sinh viên sĩ quan trường Đại học Chiến tranh Chính trị. Theo học trong 2 năm, những sĩ quan tương lai này sẽ là những cán bộ góp phần xây dựng chủ thuyết chiến tranh chính trị trong công cuộc chống cộng kiến quốc. Sau đó là các sinh viên trường quân y. Mai đây khi tốt nghiệp, họ sẽ là những quân y, nha, dược sĩ tích cực phục vụ đồng đội và dân chúng với châm ngôn quên mình cứu người. Kế đến là các sinh viên sĩ quan và khóa sinh trung tâm huấn luyện không quân. Trung tâm này là một trong những đại đơn vị của không quân, cung cấp hầu hết các khoa tiêu và chuyên viên mọi ngành cho không lực Việt Nam Cộng Hòa. Khóa sinh của trung tâm huấn luyện không quân là sinh viên sĩ quan và khóa sinh của trung tâm huấn luyện hải quân Nha Trang, những người trai yêu mộng hải hồ. Kể từ ngày thành lập vào năm 1952 đến nay, trung tâm huấn luyện hải quân Nha Trang đã đào tạo được 19.397 khóa sinh. Vị đang diễn hành qua khán đài là các sinh viên sĩ quan thuộc lực lượng cảnh sát quốc gia đang thụ huấn tại Học viện Cảnh sát quốc gia Thủ Đức. Học viện này thiết lập năm 1966, đến nay đã đào tạo được 4.552 sĩ quan cảnh sát. Tiếp theo sau là các khóa sinh thuộc trung tâm huấn luyện quốc gia Lam Sơn, những chiến binh ưu tú được đào luyện đầy đủ và sẵn sàng tung đi các đơn vị của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Đang diễn hành qua khán đài là các khóa sinh trường quân cảnh với sắc phục đại diện cho uy quyền của quân lực. Những chiến sĩ này mang trọng trách tuân hành nghiêm chỉnh mọi chỉ thị của thượng cấp, duy trì kỷ luật quân đội và luật pháp quốc gia. Sau trường quân cảnh là các tân binh thuộc trung tâm huấn luyện Quan Trung, những thanh niên trẻ tuổi ưu tú hăng hái lên đường thi hành quân dịch, nhận lãnh trách nhiệm hào hùng của người trai thế hệ. Huấn luyện và bổ sung quân khuyển. Các quân khuyển này được huấn luyện thuần thục và tỏ ra rất hữu hiệu trong nhiệm vụ trinh sát trên chiến trường cũng như trong công tác canh phòng tại cơ sở, doanh trại.
sĩ thuộc Liên đoàn 81 biệt cách nghĩa vụ. Những anh hùng quả cảm này từng nổ danh qua bao nhiêu trận chiến lẫy lừng, mà chiến thắng An Lộc đã là một nét son hào hùng của đơn vị. Liên đoàn 81 biệt cách nghĩa vụ đã đi vào chiến sử Việt Nam qua hai câu thơ cảm đề trên nghĩa trang ngay giữa lòng thành phố An Lộc như sau: An Lộc địa sử ghi chiến tích, biệt cách dù vị quốc dòng thân. Sau các anh hùng biệt cách dù là các chiến sĩ biệt động quân, người lính chiến mũ nâu kiên cường bất khuất có mặt trên khắp các nẻo đường đất nước, sẵn sàng giáng những đòn chí tử lên đầu địch. Kế đó là các chiến sĩ thủy quân lục chiến, những cọc biển hào hùng đã lừng danh bên bờ sông Thạch Hãn và làm bạc vía quân thù nơi cổ thành Quảng Trị. Tiếp theo là các chiến sĩ nghĩa vụ, những thiên thần mũ đỏ oai hùng bao phen làm tán bật kinh hồn lũ giặc thù cộng sản từ các chiến trường giới tuyến cho đến các mặt trận biên. Đây là các chiến sĩ địa phương quân nghĩa quân, những chiến binh đã góp phần đáng kể về những trận chiến ác liệt, đồng thời với công cuộc chiến đấu diệt trừ hạ tầng cơ sở cộng sản, bảo vệ nông thôn và tranh thủ nhân tâm. Tiếp theo sau là các đơn vị đại diện cho quân đoàn 1, quân khu 1, quân đoàn 2, quân khu 2, quân đoàn 3, quân khu 3, quân đoàn 4, quân khu 4. Các đại đơn vị có trách nhiệm bảo vệ an ninh lãnh thổ tại 4 quân khu, lực lượng chính yếu trong việc đập tan cuồng vọng xâm lăng của cộng sản, kiến tạo hòa bình theo đúng mục tiêu bảo quốc an dân. Khai sanh trong khói lửa của biến cố Tết Mậu Thân, lực lượng nhân dân tự vệ sau gần 5 năm hoạt động đã trở thành một tổ chức quốc phòng đặt trên căn bản nhân dân với trên 4 triệu đoàn viên chiến đấu và hỗ trợ. Tiếp sau các đoàn nhân dân tự vệ là lực lượng chuyên dẫn chiêu hồi, gồm những người tìm tự do đã từ bên kia hàng ngũ trở về với chánh nghĩa quốc gia. Nối tiếp là các cán bộ phát triển nông thôn, những chiến sĩ áo đen với nhiệm vụ góp phần xây dựng một nông thôn Việt Nam thịnh vượng và phú cường. Sau các cán bộ phát triển nông thôn là biệt đoàn cảnh sát giải chiến, một ngành thuộc lực lượng cảnh sát quốc gia đã đóng góp đáng kể vào việc duy trì an ninh trật tự, bảo vệ tính mạng tài sản của đồng bào. Tiếp theo các đơn vị bộ binh là đoàn cơ giới. Chỉ huy trưởng đơn vị cơ giới diễn hành là chuẩn tướng Lý Tòng Bá, chỉ huy trưởng thiết giáp binh, người hùng của chiến trường Kon Tum. Trước khán đài là đoàn cơ giới của cảnh sát quốc gia thủ đô. Trong nhiệm vụ điều hòa lưu thông, bảo vệ an ninh trật tự, lực lượng cảnh sát quốc gia đã sử dụng một số lượng cơ giới quan trọng, sẵn sàng ngăn chặn và can thiệp nhanh chóng mọi vi phạm luật pháp quốc gia. Đây là liên đoàn người nhái. Từ ngày thành lập đến nay, liên đoàn này đã lập được nhiều thành tích rất hiển hách. Đặc biệt là biệt đội hải kích người nhái đã ngày đêm âm thầm hoạt động, len lỏi vào tận sào huyệt cộng quân để tiêu diệt lực lượng địch. Đoàn cơ giới đang diễn hành qua khán đài là đoàn cơ giới thuộc binh chủng truyền tin với những máy móc tối tân, bảo đảm việc liên lạc mau chóng và chính xác, đã góp phần không nhỏ vào những chiến thắng oai hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tiếp đến là đoàn cơ giới của binh chủng công binh, một binh chủng vừa chiến đấu vừa xây dựng đất nước. Dẫn đầu đoàn diễn hành của binh chủng pháo binh là các loại đại bác 105 ly và 155 ly xe kéo. Đại diện cho binh chủng pháo binh trong ngày quân lực năm nay là các đơn vị pháo binh quân đoàn 3 mà quân kỳ đã được tuyên dương 6 lần và trao gắn 6 băng tuyên công cấp quân đội. Sau cùng của đoàn cơ giới pháo binh là các đại bác hạng nặng 175 ly thiết trí trên chiến xa. Loại đại bác này nồng dài 10 thước, bắn xa 32 cây số, vừa yểm trợ hữu hiệu quân bạn thành quân,
vừa tàn phá mãnh liệt các căn cứ địch. Đoàn cơ giới khổng lồ đang rầm rộ tiến qua là những thủy xa LVPT-5, loại tàu chiến quân đổ bộ từ biển vào bờ tối tân nhất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Đây là đoàn thủy xa đã tham dự cuộc hành quân thủy bộ tại chiến trường Quảng Trị, và thủy quân lục chiến là đơn vị duy nhất được trang bị loại thủy xa này. Kết thúc cuộc diễn binh vĩ đại là các chiến xa của binh chủng thiết giáp gồm các loại G-100, M-113, M-41. Và sau cùng là các chiến xa khổng lồ M-48, loại chiến xa tối tân nhất, vượt hẳn các chiến xa T-54 của Cộng sản Bắc Việt đưa vào sử dụng tại chiến trường miền Nam, đã nói lên sự lớn mạnh và khả năng vô địch của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, luôn sẵn sàng nghiền nát mọi tham vọng ngông cuồng của giặc thù Cộng sản.